Hi, welcome back to my channel. Start scared go, okay? Stickman, keep la. Okay, và từ cái tiếp theo, let go, Granny chấp tình chú. Thank you.
Christ! Let go. Ở trong tựa game này thì có 3 cách trốn thoát. Cái thứ nhất đó là các bạn có thể trốn thoát bằng chiếc máy bay. Cái thứ hai các bạn có thể trốn thoát bằng tòa nhà, bằng ngôi nhà và cánh cửa chính. Và cách thứ ba đó là các bạn có thể trốn thoát bằng con thuyền. Trong tựa game này, con thuyền thì các bạn sẽ trốn thoát dưới tầng hầm. Cánh cửa chính thì các bạn sẽ trốn thoát ở chính cánh cửa của ngôi nhà này. Và cách thứ ba đó là các bạn có thể trốn thoát bằng chính chiếc máy bay đang ở trên tầng 3. Và khi đó thì các bạn sẽ phải tìm những món đồ để làm sao để đủ để trốn thoát khỏi đây. Muốn trốn thoát bằng máy bay thì các bạn sẽ phải học máy bay. Thì như vừa rồi mình đã học máy bay, đó là một quyển sách và học lái máy bay. Còn nếu các bạn không học máy bay thì các bạn có thể sẽ không thể lái được máy bay. Còn đó các bạn không thể chỗ nào trốn thoát được. Oh my god, đang nói chuyện thì bị bắt gặp ông ta. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ sang được cái tutorial. Let's go. Okay, let's go.
Rồi vào tới cái tiếp theo, GTA. Let's go. Grand Theft Auto Liberty City Story. Let's go. Các bạn lái xe số 2 ủng hộ mình nhá. Thank you so much. Hey, hey, so there he is, huh? Hey. I got you a nice little place. This is it, Tony. Home. Well, excuse me. Take me to my place. Apartments cost money. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's get over here.
go around the back and use the service door. Let's go. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ah, Gomez. Go get some sleep, he says. Let's go. Yo, you better watch yourself. This is
Let's go. Would you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Hey, man, don't play. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Okay, about the detail, let go. Trong cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mảnh giới, ok?
Let go. Trong tựa game này hiện tại đang còn có hai người, mình và một người nữa, người kia thì đang ở level 249. Và mình thì đang ở level 311. Oh my god. Oh my god, okay. Bắt đầu tiếp theo, let go. Okay, about to get the show. Slender, yeah, this is cool. Okay.
guns.